chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trong video này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, là một lãnh đạo đảng, nhà nước và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12, Bí thư Trung ương Đảng 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị tiến sĩ kinh tế. Ông có sự nghiệp hoạt động từ địa phương tới trung ương. Khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, ông là chủ tịch trẻ tuổi nhất kể từ khi đất nước thống nhất. Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán ở xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông hiện cư trú ở số 81B đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thời niên thiếu, ông theo học phổ thông tại quê nhà. Sau khi đất nước thống nhất tốt nghiệp giáo dục phổ thông 12/12, ông theo học Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, là nghiên cứu sinh kinh tế, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế và nhận bằng tiến sĩ kinh tế vào tháng 11 năm 2009. Trong sự nghiệp công tác đảng và nhà nước, ông được đào tạo chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành chính trị, nhận bằng cử nhân lý luận chính trị. Trần Thanh Mẫn được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 1982, đảng viên chính thức ngày 25 tháng 8 năm 1983. Sự nghiệp của đồng chí Trần Thanh Mẫn tại tỉnh Hậu Giang. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Trần Thanh Mẫn bắt đầu tham gia sinh hoạt công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương. Từ năm 1979, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông bắt đầu sự nghiệp của mình, vừa tham gia công tác tại Đoàn Thanh niên, vừa theo học. Tháng 7 năm 1979, ông là cán bộ huyện đoàn với chức vụ Ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn, chánh văn phòng huyện đoàn Châu Thành ở quê nhà tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 12 năm 1981, ông được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn Châu Thành. Tháng 11 năm 1984, Trần Thanh Mẫn được bổ nhiệm làm huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn huyện Châu Thành, kiêm nhiệm vị trí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành. Từ năm 1986, ông trải qua tổng cộng hơn 10 năm từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành công tác thanh niên ở nơi sinh ra và lớn lên. Đến tháng 1 năm 1988, ông được điều chuyển tới tỉnh lỵ, bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang. Tại thành phố Cần Thơ, năm 1991, tỉnh Cần Thơ được tái lập, chính thức đi vào hoạt động hành chính từ tháng 4 năm 1992. Ngay sau đó, vào tháng 8 năm 1992, Trần Thanh Mẫn được điều chuyển thăng chức làm Bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ khi tròn 30 tuổi, được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ 1989-1994. Tháng 7 năm 1994, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Công tác xuyên suốt nhiệm kỳ ở vị trí này những năm 1994 đến 1999. Tháng 12 năm 1999, Trần Thanh Mẫn được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải quyết định bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, đồng thời là tỉnh ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2004, thành phố Cần Thơ, một thành phố trực thuộc Trung ương, được thành lập. Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy lâm thời của Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2009. Lãnh đạo thành phố. Tháng 1 năm 2006, tại Đại hội Đảng Toàn quốc khóa 10, Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2008, ông kiêm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy.
ngày 3 tháng 3 năm 2008, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp phiên bất thường miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Võ Thanh Tòng và chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ của Phạm Phước Như, đồng thời bầu Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Sau đó, ngày 19 tháng 3 năm 2008, ông thôi chức Bí thư Quận ủy Bình Thủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 2 tháng 2 năm 2011, ông được Trung ương bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thay cho người tiền nhiệm là Nguyễn Tấn Quyên được điều ra Trung ương giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ ngày 9 tháng 2, trở thành lãnh đạo toàn diện và cao nhất mọi lĩnh vực của thành phố Cần Thơ. Tháng 3 năm 2011, ông trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cần Thơ, đồng thời là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị thành phố Cần Thơ. Ngày 14 tháng 4 năm 2011, Trần Thanh Mẫn viết tờ trình xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trước Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ để tập trung công tác Bí thư Thành ủy. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê chuẩn đề nghị này một ngày sau đó. Người kế nhiệm là Nguyễn Thanh Sơn. Ông lãnh đạo thành phố Cần Thơ thời kỳ 2011-2015, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo xã hội khu vực của trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch. Sau sự nghiệp chủ yếu với 40 năm ở quê nhà Hậu Giang, Cần Thơ, Tây Nam Bộ, đến tháng 9 năm 2015, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho Trần Thanh Mẫn thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, hiệp thương cử ông giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Giai đoạn này, ông đồng thời là Phó Bí thư Đảng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị Cần Thơ từ tháng 10 năm 2016. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định Trần Thanh Mẫn làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu ông cho các đại biểu tham gia hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, hiệp thương ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019, thay thế Nguyễn Thiện Nhân được điều chuyển nhận chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với nhiệm vụ tham gia xây dựng đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức được đổi tên từ năm 1977 cho đến ngày nay sau khi thống nhất Bắc Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Mặt trận khi 55 tuổi, trở thành lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử hiện đại của tổ chức. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, tức Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Chiều ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, Trần Thanh Mẫn được bầu vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024,
và được cử vào Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Phó Chủ tịch Quốc hội. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu thông qua nghị quyết bầu Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội với tỷ lệ tán thành 94,79%. Ông đảm nhiệm vai trò mới là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, với sự nghiệp công tác từ thực tế cho đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có nhiều thành tích, cống hiến, nhận được bằng khen của Đảng, Nhà nước. Huân chương lao động hạng nhất năm 2017, hạng nhì năm 2010, hạng ba năm 2005. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 năm 2011. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và năm 2009. Huân chương đại đoàn kết của nhà nước Cuba năm 2023. Vâng, thưa quý vị, trên đây chúng tôi đã gửi đến quý vị tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn. Tin vui, tăng tiền mừng thọ từ 70 tuổi đến 100 tuổi mới nhất năm 2024. Tiền mừng thọ 70 tuổi đến 100 tuổi mới nhất năm 2024, xem kẻo thiệt. Quý vị thân mến, từ lâu, việc tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói chung. Đây là dịp để chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm của nhà nước trong chăm lo cho người cao tuổi. Cũng là dịp con cháu trong mỗi gia đình bày tỏ lòng hiếu thảo tri ân đối với bố mẹ, ông bà của mình. Qua đó, động viên tinh thần người cao tuổi sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Theo thông tin mới nhất, thì năm 2024, mức tiền quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi đã được điều chỉnh lên. Vậy mức tiền chúc thọ sẽ tăng là bao nhiêu? Những đối tượng nào được hưởng? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Cô bác nào nhất trí tăng mức tiền chúc thọ mừng thọ? Hãy cùng bình luận dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Luật người cao tuổi năm 2009 quy định, người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà. Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi, tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên. Dịp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có thể tổ chức vào ngày Người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 hàng năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi, ngày 1 tháng 10 hàng năm, dịp Tết Nguyên đán hoặc sinh nhật của người cao tuổi. Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà, gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Đây là mức chi tối thiểu. Bên cạnh đó, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại thông tư số 96/2018/TT-BTC. Đồng thời, xem xét quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địa phương.
Dưới đây là mức chi mừng thọ, chúc thọ của một số địa phương. Quý vị hãy cùng nghe xem mình đang ở địa phương nào có trong thống kê của chúng tôi không nhé. 1. Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tròn 100 tuổi sẽ được mừng thọ với quà tặng gồm 1 triệu đồng, 5 mét lụa trị giá 500.000 đồng. Khánh vàng theo định mức khối lượng là 0,08 chỉ vàng 24K một cái. Tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung chi theo thực tế quyết toán. Người cao tuổi 90 tuổi, 95 tuổi và trên 100 tuổi nhận quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Ở độ tuổi thấp hơn, vào dịp mừng thọ tuổi 80 và 85, người cao tuổi nhận được món quà 800.000 đồng. Người 70 và 75 tuổi thì nhận được quà 500.000 đồng. Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đang cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố. Nguồn kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi được lấy từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. 2. Thành phố Đà Nẵng. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiệp chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên hàng năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà 1 triệu 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà 1 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi ở tuổi 80-85 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện tặng quà 800.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi ở tuổi 70-75 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện tặng quà 600.000 đồng tiền mặt. 3. Thành phố Hà Nội. 1 triệu 500.000 đồng một người đã bao gồm 5 mét vải lụa. Người cao tuổi tròn 100 tuổi, sinh năm 1924. 1 triệu 200.000 đồng một người. Người cao tuổi trên 100 tuổi, sinh trước năm 1924. 1 triệu đồng một người. Người cao tuổi trên 90-95 tuổi, sinh năm 1934-1929. 700.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 70-75-80-85, sinh năm 1954-1949-1944-1939. Thứ hai, tặng quà nhân ngày quốc tế người cao tuổi, tức mùng 1 tháng 10 hàng năm. Ngoài tặng quà chúc thọ, mừng thọ nhân dịp Tết Nguyên Đán, người cao tuổi 100 tuổi và trên 100 tuổi còn được tặng quà nhân ngày quốc tế người cao tuổi với mức 1 triệu đồng một người. 4. Thanh Hóa. Mức quà đối với mỗi người cao tuổi tròn 70 tuổi là 150.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 75 tuổi là 200.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 80 tuổi là 250.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 85 tuổi là 300.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 90 tuổi là 500.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 95 tuổi là 600.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi tròn 100 tuổi là 1 triệu đồng tiền mặt, 5 mét vải lụa và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. Đối với người cao tuổi trên 100 tuổi là 1 triệu ngàn đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 150.000 đồng. 5. Tỉnh Hậu Giang. Người cao tuổi 70 tuổi thì mức quà tặng là 400.000 đồng tiền mặt một người. Người cao tuổi 75 tuổi mức quà tặng là 500.000 đồng tiền mặt một người. Người cao tuổi 80 tuổi thì mức quà tặng là 600.000 đồng tiền mặt trên một người. Người cao tuổi 85 tuổi mức quà tặng là 700.000 đồng tiền mặt trên một người. Người cao tuổi 90 tuổi mức quà tặng là 900.000 đồng tiền mặt trên một người và 3 mét vải lụa. Người cao tuổi 95 tuổi mức quà tặng là 1.100.000 đồng tiền mặt trên một người và 3 mét vải lụa. Người cao tuổi 100 tuổi mức quà tặng là 1.300.000 đồng tiền mặt trên một người và 5 mét vải lụa. Người cao tuổi trên 100 tuổi mức quà tặng là 1.500.000 đồng tiền mặt trên một người.
6. Thừa Thiên Huế. Người cao tuổi thọ 70 đến 75 tuổi thì mức quà tặng là 400.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 80 đến 85 tuổi, mức quà tặng là 500.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 90 tuổi, mức quà tặng là 600.000 đồng một người và 5 mét vải lụa. Người cao tuổi thọ 95 tuổi là 700.000 đồng một người và 5 mét vải lụa. Người cao tuổi 100 tuổi, mức quà tặng là 1 triệu đồng một người và 5 mét vải lụa. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được tặng 1 triệu đồng một người. 7. Tỉnh Đồng Nai. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70 đến 75 tuổi là 400.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 80 đến 85 tuổi là 500.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 95 tuổi gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 400.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 5 mét vải lụa trị giá 600.000 đến 700.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm 2 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 1 triệu trên một người một năm. 8. Tỉnh Bình Dương. Cụ thể, người cao tuổi thọ trên 600 tuổi chi 6 triệu đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 100 tuổi chi 7 triệu đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm 5 mét vải lụa, quà, khung thiếp mừng thọ và 5 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 95 tuổi chi 4 triệu đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 1 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi chi 3 triệu 500 nghìn đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 500 nghìn đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 85 tuổi chi tiền mặt 2 triệu 500 nghìn đồng một người. Người cao tuổi thọ 80 tuổi chi tiền mặt 2 triệu đồng một người. Người cao tuổi thọ 75 tuổi chi tiền mặt 1 triệu 500 nghìn đồng một người. Người cao tuổi thọ 70 tuổi chi tiền mặt 1 triệu đồng một người. 9. Tỉnh Quảng Ninh. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200 nghìn đồng, 5 mét vải lụa và 1 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200 nghìn đồng và 1 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt. Người cao tuổi ở tuổi 95-90 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200 nghìn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi ở tuổi 85-80 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi ở tuổi 75-70 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 10. Tỉnh Bắc Giang. Theo đó, người cao tuổi ở tuổi 70, tuổi 75 được tặng quà chúc thọ, mừng thọ là 300.000 đồng tiền mặt. Tuổi 80, tuổi 85 được tặng quà chúc thọ mừng thọ là 400.000 đồng tiền mặt. Tuổi 95 được tặng quà chúc thọ mừng thọ là 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng quà chúc thọ mừng thọ là 1 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu đồng tiền mặt. 11. Tỉnh Tây Ninh. Người cao tuổi thọ 70-75 tuổi, quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 80-85 tuổi, quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi, quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 95 tuổi, quà tặng gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 100 tuổi, quà tặng gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, thực hiện chúc thọ, mừng thọ hàng năm, quà tặng gồm hiện vật trị giá 600.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. 12. Tỉnh Hải Dương. Người cao tuổi ở tuổi 70-75 tuổi, 400.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 80-85 tuổi, 500.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi, 800.000 đồng một người.
người cao tuổi ở tuổi từ 101 tuổi đến 104 tuổi, 1.100.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 105 tuổi, 1.600.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 106 đến 109 tuổi, 1.600.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 110 tuổi, 2.600.000 đồng một người. Người cao tuổi ở tuổi 111 tuổi trở lên, 3.100.000 đồng một người. 13. Tỉnh Bình Phước. Người cao tuổi thọ 100 tuổi, 4.000.000 đồng một người, bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt, phần quà trị giá 500.000 đồng, 5 mét vải lụa và khánh vàng trị giá 2.500.000 đồng. Mức chi này đã bao gồm quà tặng chúc thọ của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người cao tuổi thọ 90 tuổi, 1.000.000 đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, mức chi 400.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 100 tuổi, 1.000.000 đồng một người, bao gồm phần quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng. 14. Tỉnh Phú Yên. Đối với cấp tỉnh, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, một suất quà là 600.000 đồng một cụ. Đối với huyện, thị xã, thành phố cấp huyện, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 80, 85 và 95, một suất quà là 400.000 đồng một cụ. Đối với xã, phường, thị trấn cấp xã, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70 và 75, một suất quà là 250.000 đồng một cụ. 15. Tỉnh Đắk Lắk. Mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi là 400.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi là 500.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi, quà gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi là 1.000.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi, quà gồm 5 mét vải lụa hoặc thổ cẩm, trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi là 1.200.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70-75 tuổi là 400.000 đồng tiền mặt. 16. Tỉnh Bình Định. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật giá trị 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. 17. Tỉnh Hòa Bình. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 70, 75 là 300.000 đồng một người bằng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 80, 85 là 400.000 đồng một người bằng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 95 là 800.000 đồng một người bằng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 900.000 đồng tiền mặt thuộc ngân sách cấp tỉnh. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ hàng năm người cao tuổi ở tuổi trên 100 tuổi là 1.000.000 đồng một người một năm bằng tiền mặt. 18. Tỉnh Ninh Bình. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 70-75 là 300.000 đồng một người bằng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 80-85 là 400.000 đồng một người bằng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ ở tuổi 95 là 800.000 đồng một người bằng tiền mặt. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi
được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 900.000 đồng tiền mặt thuộc ngân sách cấp tỉnh. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ hàng năm người cao tuổi ở tuổi trên 100 là 1 triệu đồng một người một năm bằng tiền mặt. 19. Tỉnh Khánh Hòa. Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi. Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu ngàn đồng tiền mặt. Mức quà tặng cho người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Mức quà tặng cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. 20. Tỉnh Thái Nguyên. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa, trị giá 500.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 250.000 đồng và 900.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 85 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thị xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 80 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thị xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 75 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 70 tuổi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Mỗi năm, người cao tuổi chỉ được nhận một mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ theo quy định này. 21. Tỉnh Nghệ An. Người cao tuổi 70 tuổi sinh năm 1954, mức quà 200.000 đồng. Người cao tuổi 75 tuổi sinh năm 1949, mức quà 200.000 đồng. Người cao tuổi 80 tuổi sinh năm 1944, mức quà 300.000 đồng. Người cao tuổi 85 tuổi sinh năm 1939, mức quà 400.000 đồng. Người cao tuổi tròn 90 tuổi sinh năm 1934, mức quà 500.000 đồng và hiện vật trị giá 150.000 đồng. Người cao tuổi 95 tuổi sinh năm 1929, mức quà 500.000 đồng. Người cao tuổi tròn 100 tuổi sinh năm 1924, mức quà 700.000 đồng và quà hiện vật 5 mét vải lụa. Người cao tuổi trên 100 tuổi sinh năm 1923 trở về trước, mức quà 700.000 đồng. Vâng thưa quý vị, trên đây là mức chi chúc mừng thọ đối với người cao tuổi ở một số tỉnh thành trên cả nước mà chúng tôi biên tập được. Quý vị hiện đang ở địa phương nào đã được nêu tên ở trên chưa? Nếu chưa, hãy bình luận bên dưới video này để ban biên tập chúng tôi giúp cô bác tìm hiểu nhé. Quý vị ạ, mừng thọ là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời, thể hiện lòng hiếu thảo, sự trọng vọng tôn kính đối với những người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cảm thấy được tôn vinh, sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Lễ mừng thọ mang lại cho các cụ tình cảm ấm áp gia đình của thế hệ cháu con của phố phường, làng xã, để không cảm thấy cô đơn khi tuổi già, sức yếu lúc cuối đời. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cảm thấy ấm lòng bởi được con cháu săn sóc. Đây là món quà quý giá nhất, hạnh phúc nhất cho các cụ ở độ tuổi xế chiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.